Sao mới sáng sớm chị gọi cứ như cháy nhà thế? Khách giục lấy hàng sớm, mà vì cái xe của em chị đang không lấy được đây. Mà chị đã dặn rồi, lần sau có cho xe vào nhà thì đừng có khóa cổ. Sáng ngày ra chị còn phải dọn hàng chứ. Giời ạ, có mỗi một cái xe mà sáng sớm chị khuấy động cả cái nhà này lên rồi. Mà chị, sao hồi nãy không gọi với lên luôn bảo em cầm chìa khóa xe xuống? Em xuống em có cầm chìa khóa đâu. Chán ghê, bây giờ em lại phải đi lên em lấy. Ha. Dạ. Bố con nó dậy chưa? Nhà con là sáng nào cũng lề mề lắm đấy nhá. Rồi lại ăn sáng muộn, đi học đi làm muộn cho mà xem. Nhanh nhanh cái chân lên. Chị con đang nhanh cái chân đây ạ. À? Ôi, lại phụng phịu vùng vằng đấy phải không? Không có vùng vằng phụng phịu gì đâu ạ. À? Nhà có những ba cái loa phường rồi. Ú hết cả tai. Anh còn định rước về cái nữa thì có mà ong thủ à? Sợ gì bố, bây giờ lực lượng mình vẫn nhiều hơn. Bây giờ mình chỉ cần giữ nguyên hiệp ước là lúc nào cũng che chở bảo vệ cho nhau. Không thế lực nào áp đảo được. Đúng không anh? Tớ nói cho cậu biết, trong cái cuộc đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra được. Cậu nhìn đi, một thanh niên trẻ bình thường đến giờ này còn đòi ăn hạt mít. Tự nhiên nhảy cõng lên đòi lấy vợ. Cậu không thấy đấy là một chuyện hết sức là bất bình thường à? Không ạ. Dù là lý do gì thì ít nhất con cũng phải đưa người yêu con về đây ra mắt bố mẹ anh chị một lần để xem tính nết gia đình nhà nó thế nào chứ đùng một cái con đòi cưới là làm sao được. Vợ anh nó là chiến thần mạng xã hội. Vâng, em biết mà. Nhưng anh sợ mai mà mày nói lộ tên vợ mày ra là vợ anh nó làm một cuộc tổng tấn công là mày toang. Anh cứ làm như cả mạng xã hội mỗi vợ em tên Trâm Anh. Anh à, lúc nãy mẹ với chị vừa qua đó. Hả? Con muốn lấy vợ ạ. Con lấy ai? Trâm Anh, chủ của studio ảnh cưới mà con đang hợp tác cùng. Trong cuộc đời này con tin chắc một điều là không có một cuộc hôn nhân bất ngờ nào lại không có những lý do bất thường. Thực sự em không hiểu là chị cố tình hay là vô ý. Chắc chị là người hiểu rõ nhất. Đúng là muối mặt. Cái bà U60 cầm đầu đường dây con dâu thì đánh nhau mấy cái đứa trẻ danh. Gia đình anh em chưa từng thấy ở đâu bao giờ, kể cả trên TV. Cả nhà mình là một gia đình. Một gia đình thì chơi hết mình. Chơi hết mình là chơi nhiệt tình. Mà không nhiệt tình thì chơi một mình. Đi thôi. Đi nào các con.